Giải mã cái chết của quái vật hồ Loch Ness. Cái chết của một sinh vật cổ đại to lớn được ví như quái vật hồ Loch Ness dường như có liên quan tới căn bệnh đau khớp hàm. Phát hiện này đồng thời tiết lộ rằng, ngay cả những kẻ săn mồi nguy hiểm nhất, cuối cùng rồi cũng sẽ không thể chống đỡ nổi với bệnh tật của tuổi già. Các nhà khoa học rút ra kết luận này sau khi tiến hành phân tích hóa thạch phần cổ của một loài bò sát biển khổng lồ có tuyệt chủng có tên Plesiosaur, được khai quật vào năm 1994. Các nhà sinh vật học nhận thấy dấu hiệu của một tình trạng thoái hóa tương tự như viêm khớp trên người trong mẫu vật 150 triệu năm tuổi này.